để xem rõ cách làm để xong còn tư vấn cho cả khách hàng nhé. Không, để cho người chú ý phần chảo bên này em mình thôi, cái phần bột làm bánh thôi, chứ không cần quan tâm đến bên này đâu. Không để ý cho bọn em ăn đấy. Còn bây giờ là đang làm cái này này. Nó kiểu là sốt mà ăn lượn bánh ấy. Nhà mình sẽ bán hai loại bột làm bánh. Đấy là cái bánh pancake và một loại nữa có thể làm cả bánh cuộn nữa. Để chân lên em. これ、通常だとですね、まず、粉を入れる前に、これ同じなんですけど、パンケーキを作る場合、通常卵と、まず牛乳を混ぜ合わせます。ちょっと、容器の用意がなかったので、もうこうやって入れてますけど、今回、これの方がどちらかというと、いい商品、要はプレミアムの商品なんですけど、 これでちょっとパンケーキを作りたいなっていうふうに思います。これ1個200g入ってるんで、スイーツ粉、もう200g に対して卵を2個。200g に牛乳を 150cc。パムチャンナメミスを混ぜ合わせるだけです。で、通常これにさらに甘さを足したい場合とかって言ってあれば、レシピの通り、レシピにはハチミツであったり、バニラオイルであったり、まあそういったものを入れてこう混ぜ合わせる。バナナ、パンケーキ、ぜひ、バニラ、なんか、各メニューの中で入れるね。はい。 作り方はこっちのパンケーキと一緒ですね。はい。はい、この2つの、はい、作り方は、こっちのパンケーキの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 一緒です
nhưng mà sau đấy là phải cho nó nguội dần. Chứ còn nếu mà em đổ một người ngay là sẽ bị cháy và nó sẽ chín rất là nhanh cái bên ngoài, nhưng mà cái ruột bên trong nó chuẩn. Nên là đầu tiên làm nóng chảo cho nó tắt bếp để nguội một chút, rồi sau đó đổ cái hỗn hợp bột của mình đã pha này vào ấy. これはあの、そうです。で、砂糖が入っているんですが、砂糖は入ってます。これは、あの、あ、もうちょっと、もうちょっと入ってます。これも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 、もうちょっと入
Thì các bạn chú ý là cái bột này thì là nó có sẵn đường ấy. Tức là khi mà mình là pha chế của mình sẽ khác, gần như là mình hay cho thêm đường và mình chỉ cần cho thêm sữa tươi không đường cũng được. Nhưng mà ở đây thì mình nhìn thấy hai cái con số, một cái là 50%, cái là 60%, tức là giảm đường. Các cái nó sẽ phù hợp, ví dụ như là cho trẻ con không nên cho ăn quá nhiều đường đúng không? Hoặc là cái người tiểu đường ấy, thì các bé làm được đường ở trong các cái nguyên liệu cái sản phẩm này. Đấy, ok, chú ý đấy mà. Thì em phải thử sự cụ đánh trứng. Đánh thì nó mang nhanh hơn, nó đeo bột. Cắt nhiều hơn, cắt rất nhiều hơn, giãn hơn. Cái này là cắt. Nhìn sản phẩm này như thế này thì hợp với gia đình mà có trẻ nhỏ, có thể làm thành là bánh để ăn sáng hoặc là ăn tầm lúc nào đã đói buổi chiều ấy. Thì cái cách làm nó cũng rất là nhanh, vì bột này thì đã có chế biến sẵn rồi ấy. Nên mình sẽ chỉ cần thêm trứng và sữa tươi vào. ちょっともうちょっとこれ混ぜるのに時間かかるんですけど。ở nhà thì chúng ta thêm đánh đều nó lên mất thời gian một chút, nhưng mà cố gắng đánh bột nó càng đều ra thì bánh nó sẽ mịn hơn. 実際はボールとかそういうのでやっていただいたら
もっと綺麗に混ざったなと思うんで。Bạn nào muốn đảo không đảo hộ đi. Bạn nào khỏe tay lên đánh hộ cho bác đi. Ai hay làm bánh hả? Bạn nào hay làm bánh? Em đánh đi, anh đánh chuẩn được. Được lên đánh đi. Anh đánh đi, anh đánh chưa được. Chăm lên chỉ cần cho. Mà cô đây bao nhiêu? Kêu vào phòng người con nát đó. この牛乳と卵だけなんで、まあこんな感じで、本当綺麗に、ちょっとまた下の方こんな感じ、ちょっとこっちゃってですけど。他に入れられるのは本当にいろいろ入れていいと思います。例えばこの甘酒ちょっと入れてみたりとか、ちょっと甘さをさらに足す場合ですね。でもいいし、蜂蜜とか。Hôm nay chỉ dùng ba cái nguyên liệu cơ bản của cái trứng này với lại sữa. Còn tùy theo khẩu vị của các nhà có thể cho thêm những cái khác, ví dụ như là người Nhật thì người ta cũng thường hay kết hợp với cái amazon hay cái rượu ngọt này. Nó có từ rượu thôi, thực ra không có nồng độ cồn đâu và nó có vị ngọt. Thế nên là và cái thành phần đường ở trong này thì nó lại rất là không có hại cho cơ thể, nó tốt cho dạ dày, tốt cho sức khỏe. Nên là người ta có thể bổ sung thêm cái độ ngọt bằng cách là cho cái dung dịch này vào, hoặc là cho mật ong, hoặc là cho sô cô la chẳng hạn. Đấy là người ta có thể mix thêm, trộn thêm với nhiều cái nguyên liệu khác để tạo ra các hương vị khác nhau. ちょっと一回試して、油をちょっと引きたいですけど、油がちょっとなくて、あ、はい、下に油あるじゃん、はい、下、下に油サンプル、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 まあこんな感じでチリ混ざったかな。chúng ta cứ đánh nhuyễn cái bột này ra nhé, nhớ phải đánh đều hết tất cả các nguyên liệu đi kèm và đánh nhuyễn nó ra. Anh Thắng, lúc nãy có quay cận chế biến miso các thứ không? Thì bác phải đang giải thích là cái bột này á, thì là công thức của nó là được
tiếng của Nhật Bản. Đầu bếp này thì tham gia rất nhiều cuộc thi ẩm thực trong nước Nhật cũng như là trên toàn thế giới, cũng rất hay xuất hiện trên TV ở Nhật Bản. Thì ông ấy là người nghĩ ra công thức của cái sản phẩm này. Bởi vì trong cái sản phẩm này nó cũng sẽ, khi mà mình nhìn tem ấy, nó sẽ thấy là có rất là nhiều nguyên liệu chứ không phải riêng mỗi là bột mì đâu. Nó sẽ có nhiều nguyên liệu khác nữa. Và thành phần tỷ lệ như thế nào ấy thì do ông ấy nổi tiếng của Nhật Bản nghĩ ra. Hay. で基本的に作り方っていうのは一緒なんです。これはもうこっちはもうパンケーキに特化した商品になります。Đấy thì các bạn cứ nhìn thì vì chính vì thế cho nên luôn luôn có hình dạng nó là hình tròn của cái đánh chảo. Và cách làm là bao giờ cũng như thế này, tức là mình không cần dùng dầu ăn là nóng chảo lên tạo ra cái hỗn hợp này mình đổ vào trong chảo. Thế 両方ともに入れることなんですけど、両方とも主原料大豆、これ説明しなきゃ。大豆粉ですね。ありません。ああ、そう。はい。どうしよう、とりあえずやってみる。đến lúc đấy thì bác ấy để 1.800 nhưng mà sáng hôm vừa rồi là tắt bếp đi ấy, không nhớ rồi. Chắc mình đang hỏi thì mình sẽ hái phục cho nó nguội bớt đi ấy. Thôi chào. いや、もっと入れてもいいんだ、大丈夫ですよ。ちょっとまあ目安量でやってるんで。まあ、通常まあ、ちょっとこれに油を入れたり、油を敷いて。温度の注意はありませんか？温度の注意はありませんか？温度は。そうね、基本はちょっと本当に弱中小であったら、小中、ちょっと弱火でいつもやるんですけど。弱火でやった方が。弱火でやらないと結構やっぱ焦げ付きやすい。Đây là khi mình chú ý là khi mà mình nướng cái bánh này trên chảo ấy thường là sẽ chỉ nhiệt độ thấp thôi, nhỏ hơn trung bình một ít, nó đỡ bị cháy, nó rất là nhanh cháy, mà nó cháy nhưng mà bên trong vẫn chưa chín kỹ. Chẳng có cái gì.
đó. Bạn nào đi rửa chị cái kia đấy. Bạn nào rửa giúp chị với. まあ、ちょっと調理器具の部分もよりますけど、ちょっと薄めに引いて膨らますのを待つみたいな形がいい。で、だいたいこれがこうプツプツ出てきたら、まあ、裏返し時。で、裏返し。Khi nào mình thấy trên bề mặt của nó bắt đầu xuất hiện những cái lỗ phí là lúc đấy là bắt đầu chín ở bên trong đấy, thì là mình sẽ lập. Nukuri wa sore de kawaii desu ne. Kyou wa sore de kawaii. Chotto ne, kono kare wo doujin ni yaritai na to omotta en desu kedo.これは、あれそのままご飯と一緒に食べるんですか。そうです。温めるだけで。分けた方がもう温まってるんで。はい。もういけますよ。じゃあみんなで分けます。そうですね。Thì lúc đấy bọn em có cơm rồi đúng không? Bây giờ các bác muốn mình ăn thử thêm cái sản phẩm ở trong túi này này. À túi này thì là cà ri của Nhật. Nó sẽ như đấy có mấy vị nhỉ? Kimchi thôi đúng không? Đây là cà ri kimchi.Thì các bác ấy đã không nóng rồi. Nên là mọi người anh ấy chia ra thử nhá.